Này này cô em chớ u buồn, trời làm ra em sẽ cho thêm điều may. Này này cô em chớ lo, để thì thiên thang sẽ cho tiền vui mang về. Trời mà chưa vui vẫn tiên trời, buồn giàu hôm nay sẽ tươi cười ngày mai. Đời còn bao nhiêu nắng xanh thì còn xoay nghiêng tóc em xanh, rất xanh mùa xuân trong mắt. Dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đậm rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Này này cô em cứ tươi cười, mỗi ngày chưa vui sẽ thêm trăm ngày vui. Trời đến cho em đó thôi, đời làm ra hoa rất thơm cho em đây này. Lòng người không ai vẫn tin người, bạn bè xung quanh vẫn thương em kia em. Còn nhiều không gian ước mơ, còn nhiều con tim rất ngây thơ về bên em đây. Dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đậm rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Hương, cái này là tặng riêng cho em đó. Em không thích ăn cua. Cua gì? Này trái tim mà cua gì? Thức nguyên một đêm ta làm mà nó còn cua. Quyên Trinh. Ừ? Cái này là cái gì? Con bướm. Anh thích chơi bướm nhở? Sao phụ nữ trong công ty này không ai hiểu tôi hết vậy ta? Nè, người mẹ trẻ tương lai của SBBT. Khỏe không? Khỏe. Đang đến đi dạo mát. Anh đi với tôi không? Cô ta đang đi tìm danh tính cha của đứa bé. Này cô em, nói gì đấy? Nói nghe lại coi nào. Thế không phải à? Cô có quyền đi tìm người sở hữu cái thai trong bụng mình mà. Một không. Ừ, đúng rồi đấy. Tôi đang tìm, nhưng tôi sẽ tìm ra. Còn cô em thì sao nhở? Đã bao nhiêu lâu rồi, nhưng tìm mãi không thấy. Dù là đã dùng mọi thủ đoạn, khóc lóc, ỉ ôi, nhưng cuối cùng thì vẫn trắng tay. Hãy nhìn lại mình thử xem nào. Gỡ quề. Để xem. Rốt cuộc cô cũng chỉ ôm con mà chờ đợi mỏi mòn thôi. Tôi đố cô trói được anh Mạnh đấy. Yên tâm, tôi sẽ vào bệnh viện thăm hai mẹ con và cho một vài lời khuyên của kẻ đi trước. Gác rồi đó, gác rồi đó. Ghê gớm quá, kẻ đi trước cơ đấy. Nếu như chỉ cần một cái đám cưới với anh Mạnh á, thì điều đó quá đơn giản. Và tôi đã làm được từ rất lâu rồi. Á chà chà. Nhưng tôi á thì không có nhỏ mọn như cô đâu. Vậy thì để tôi hỏi lại anh Mạnh xem sao. Đúng rồi, cô hỏi đi. Thế nhá, bye. Mai quay lại đá hiệp phụ nha. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao trái tim vậy mà em nói là con cua. Em làm sao em cảm được anh khi mà em vẫn còn đau khổ vì tên Mạnh. Đau khổ gì đâu. Chẳng qua là tình hiếu thắng của em nó trỗi dậy mà. Nhưng mà nhất định em phải thắng cô ta anh ạ. Dạ. Đúng coi là con đã sai lầm trong việc lựa chọn chất liệu sản phẩm. Nhưng mà ba cho con nói đã. Dạ không không. Không phải như vậy ba. Tụi con đã loại bỏ hết tất cả những mẫu không đạt yêu cầu. Dạ. Dạ dĩ nhiên là có bồi thường và một ít lời phàn nàn. Nhưng mà con biết nói với ba làm sao. Là mọi chuyện chúng con đã kiểm soát được cả. Dạ có chuyện bị mất tiền. Dĩ nhiên là bọn con có lỗ chút ít. Nhưng mà ba yên tâm đi, tụi con sẽ kiếm tiền để bù lại. Hiện nay tụi con đã chuẩn bị kế hoạch rất là chi tiết cho ra mắt bộ sưu tập mới. Dạ. À ba mẹ có về tham dự lễ ra mắt bộ sưu tập mới không vậy?
Dạ có hả? Dạ, con rất vui ba mẹ về đây. Dạ, dạ gặp lại ba mẹ sau. Dạ, chào ba. Ba Canh Thi nói gì vậy? Ba Canh có giận không? Không, chỉ lo lắng thôi, rất lo lắng. Tôi phải thừa nhận là tất cả đều sai lầm. À, ba mẹ cũng về đó em. Vậy thì tốt quá rồi. Ba Canh Thi cần phải biết hết tất cả những chuyện này anh à. Ít nhất thì bây giờ anh cũng đã tránh khỏi tâm trạng của một cái luôn luôn phải giấu giếm điều gì đó đúng không? Bây giờ anh có muốn đi thư giãn với em đâu đó không? Hay anh phải làm việc? Ừ, anh không làm gì hết, anh đi với em. Vậy để em đi lấy đồ nhá. Ba cái có nói gì về cuộc họp không? Ba mẹ tôi sẽ về, ba tôi sẽ kiểm tra tất cả những hàng hóa mà chúng ta loại bỏ khỏi cửa hàng. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Giống như là chúng ta bị sao quả tà chiếu vậy. Diệu ơi, Diệu. Dạ, em đây ạ. Em đã sắp xếp lịch làm việc chưa? Rồi anh ạ. Em gọi cho Cẩm Linh chưa? Em đã gọi cho chị ấy rồi ạ. Và chị ấy chỉ để lại một lời nhắn thôi ạ. Em nhắc lại nguyên văn lời nhắn đó được không ạ? Cẩm Linh đã chết cùng SBBT trước đó rồi ạ. Người ta đang chuẩn bị thiêu cô ấy. Từ bây giờ sẽ không còn Cẩm Linh tồn tại trên thế gian này nữa ạ. Tôi đã nói rồi mà, phải áp dụng kế hoạch tái chinh phục thôi, may ra còn... Được rồi, tôi sẽ kéo quay lại. Tốt. Thôi, tôi về trước đây. Mai chúng ta gặp lại. Em có nhớ công việc đầu tiên của ngày mai là gì không? Vâng, em nhớ ạ. Anh ăn đâu ạ? Em muốn nói điều này được không ạ? Ừ, nói nhanh lên. Em nghĩ là anh còn thời gian để cân nhắc ạ. Nếu việc công bố trên bản tin trực tiếp của Sở Kế hoạch Đầu tư xảy ra thì em thấy là dư luận không hay lắm khi bác An Thi về tới đây ạ. Và chúng ta phải cố gắng hết sức để cho ngân hàng không có những vụ scandal với công ty của chúng ta nữa anh ạ. Thật là không hay ho gì khi SBBT phụ thuộc vào một công ty khác ạ. Em nghĩ là anh có thể hủy đảm bảo trước khi vụ kiện được xảy ra. Để làm gì? Để bảo vệ công ty à? Em có nghĩ là các nhà cung cấp và ngân hàng họ bỏ qua không? Họ thương hại chúng ta không? Anh không nghĩ như vậy đâu. Nếu em muốn, anh sẽ chắc chắn bỏ bảo đảm. Không. Rồi sau đó anh sẽ đưa đầu ra hội đồng quản trị để họ cẩu đầu trảm. Rồi anh sẽ thú nhận thêm là bị một tên lừa đảo nào đó, buôn lậu nào đó. Em muốn vậy chứ? Em chỉ muốn anh suy nghĩ cẩn thận về việc đó thôi. Nè, em mang cái này về nhà, đừng để cho ai thấy hết. Anh không muốn ai biết hết nha. Vâng. Phương Trinh, này thử chưa? Sao dính trưởng rồi Mai Lan ạ? Ôi em thổi quá. Đi chưa? Anh đợi em một chút nhá. Để ngày mai tôi đến nhà cậu rồi bọn mình bàn bạc xem có thể giúp gì cho cậu không nhá. An Đông, tôi nhờ tí việc. Mai Lan, cho anh xin một phút nhá. An Đông, tôi nhờ anh tí việc. Bây giờ anh cho hỏi Mai Lan xem tình hình Phương Trinh thế nào. Bầu thật hay không phải con tôi không nhá. Được rồi, để tôi điều tra cho. Đi em ơi. Dạ, đi nhá. Ủa chị, vậy chồng chị quyết định là mua cho chị xe gì? Ông có mua trực tiếp, nhưng mà công ty thưởng cho ông 2.000 đô. Rồi ông nói tôi cầm hết đi, thích cái xe nào thì cứ mua. Trời ơi, sướng vậy. 2.000 là mua được xe xịn rồi đó. Ừ. Nhưng mà theo chị mua xe thường thường thôi, còn dư mớ tiền muốn mua gì mua. Dạ, chị thấy không, chứ ông ngày nào cũng đưa đón mẹ con em, cực quá à. Em thôi để tự động em đi mình cho nó khỏe. Ừ. 2.000 mà có đáng gì đâu. Mà nếu như con mua xe á, thì phải mua có thêm bộ phận giảm sóc nhiều nhiều vào. Nếu không hả, không có chịu được cái trọng lượng quá tải của cô đâu. Nè, liên quan gì tới cô mà chỉ cái mỏ vô? Có bầu thì lo im miệng giữ cái thân đi. Đừng có đụng tới tổ ông con ngài nha. Ông có chích cho phù mặt á nghe chưa. Chị, nếu như em đánh vô đầu người mẹ thì chắc đứa con trong bụng không bị sao phải không chị? Cái miệng mắm muối. Thôi đi 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 đi. Đợi chuyến sau đi. Hết chỗ rồi. Tặng em nè.
Em không thích anh Bạch Tuộc. Bạch Tuộc cái gì? Cái này bông hoa đang nở. Hoa à? Không bao giờ em cảm được anh nha. Khổ ghê. Thanh ơi, sao chồng em đi mua mà để em mua? Em phụ nữ biết gì mà máy móc mà mua? Thì em đâu có rành gì xe cộ gì đâu. Ổng đi công tác vài ngày mới về, mà tiền thưởng thì ngày mai mới có. Ổng nói là ổng có người bạn á bán xe, kêu em ra ngoài mua đi. Mấy chị có đi với tôi không? Các chị đang nói chuyện gì đấy? Bộ không biết gì hả? Bà Thanh được chồng bà tặng cho một cái xe. Ấy chà, thế là chị em mình có xe hơi để đàn đúng tới đây. Xe hơi đâu mà xe hơi, chỉ được xe tay ga thôi. Khốn khổ cho chiếc xe nào rơi vào tay bà Thanh. Khốn khổ cho tôi á, khi chiếc xe rơi vào tay của ông thì có. Anh Phê, có thấy cái xe tay ga của tôi đậu đâu không? Chắc đậu ngoài bãi xe á mà. Làm sao có thể như thế được? Chiếc xe mắc tiền, chứ đâu chỉ có đáng giá 2.000 đô. Mà muốn để đâu thì để. Một vết chày thôi đã trị giá mấy trăm đô rồi đấy. Thôi, để tôi đi tìm. Chị Tâm, cái con này nó láo quá đi. Chắc là em không đợi được tới lúc nó sanh con em mới quýnh nó đâu. Thôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Em à, có việc gì với Phương Trinh vậy? Hình như cô ấy có thai phải không? Thôi mày đừng nói về chuyện này được không? Chắc là trò gài bẫy gì đây. Em là bạn của Phương Trinh nên khuyên cô ấy không nên làm như vậy. Không nên dùng cách đó để đe dọa mạnh. Không có kết quả gì đâu, nhiều khi còn có tác dụng ngược nữa. Cô ta mà làm quá mạnh đâm ra chán chường, mệt mỏi, nhiều khi còn sợ nữa. Anh à, Phương Trinh có thai thật mà. Nó cũng không chắc chắn lắm về chuyện này, nhưng mà có một số triệu chứng bất thường cho nên nó đi xét nghiệm. Và kết quả là đúng như vậy đấy. Nó có thai thật mà, không như anh nghĩ đâu. Bây giờ nó đang rất khổ sở với chuyện đó. Như vậy mạnh phải chịu trách nhiệm sao? Em không biết. Em chỉ biết là bây giờ nó rất khổ sở về chuyện đó. Thôi mình đừng nói về chuyện này được không? Anh đi lấy rượu giúp em đi. Em có nghĩ Phương Trinh để lại cái thai này không? Em đã bảo là em không biết. Bây giờ Phương Trinh nó rất khổ sở về chuyện đó. Thôi. Alo. Em nói chuyện với bác An Thi chưa? Em đã nói rồi. Anh A Đông nói với bác An Thi về tất cả sự việc ở đây rồi. Và bác An Thi nói là bác ấy sẽ về đây để tham dự bộ sưu tập mới ra mắt với bác Tuyết Mai, được chưa? Bây giờ anh còn muốn hỏi gì em nữa? Không, mà này, em đang ở cùng ai đấy? Với anh An Đông. Anh lại cứ tưởng là em đang ở với cả cô bạn vác bụng của em cơ. Thế cô ta sao rồi? Chắc là đang săn một người cha cho đứa con của mình hả? Này, Phương Trinh nó đang gặp rất nhiều rắc rối về cái chuyện này rồi. Anh hỏi về chuyện đó để làm gì? Thế con của ai đấy? Chắc là của thằng cha Mạnh phải không? À mà không, họ chia tay nhau rồi cơ mà. Thế thì là con của ai vậy nhỉ? Này Đăng Dương, em không thích nói về chuyện của người thứ ba với anh nhá. Mà em cũng không biết cha của đứa bé là ai cả, bởi vì nó không nói với em. Này Mai Lan, em có chắc chắn rằng cô ta có thai thật không đấy? Hello? An Đông à, cái đấy không quan trọng. Mà anh đã dò hỏi được gì chưa? Có đó. Rất tiếc vì Phương Trinh có thai là sự thật 100%. Vậy à? Sao cô nói với tôi là có vẻ nó không chắc chắn lắm? Xét nghiệm đã có kết quả rồi. Dương tính. Dương tính à? Thế là cô ta có thai thật. Mà này, sao tự nhiên anh lại phải quan tâm đến chuyện của Phương Trinh thế? Anh có quan hệ gì với nó à? À, cũng có. Anh và cô ta có một vài xích mích nho nhỏ. Anh đã từng tranh cãi với cô ta ở nhà hàng, trong phòng họp và cả ở hành lang của SBPT nữa. Anh thấy cô ta là một người thật đáng ghét. Và cô ta là một người đàn bà rất là ma mãnh. Em có thấy vậy không? Thôi đi Đăng Dương, anh đừng có nghĩ xấu về nó được không? Phương Trinh không phải là người ma mãnh. Nó không xấu như anh nghĩ đâu. Em bảo này, bây giờ nó gặp đủ rắc rối vì chuyện có bầu rồi. Anh đừng có làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn nữa được không? Thế cô ta định giải quyết cái thai đó như thế nào? Sao em biết
chúng ta nói chuyện sau nhé. Ai gọi cho em vậy? Anh Đăng Dương. Anh ấy lúc nào cũng dai như đỉa đói thật. Cho nên chính vì điều đó mà em muốn là anh gọi điện cho bố anh càng sớm càng tốt. Điều đó cũng chỉ tốt cho anh thôi. Mà hồi nãy ai gọi điện cho anh thế? Mạnh. Thế anh ở nói chuyện gì mà rông rả thế? Có chuyện gì đâu, Mạnh đang lo lắng cho Phương Trinh. Anh ta lo lắng cho Phương Trinh á? Em chưa bao giờ nghĩ là anh Mạnh là có thể quan tâm về chuyện một người phụ nữ bị anh ta làm cho có bầu đâu. Em đừng có nghĩ về Mạnh như vậy. Anh ta không như em nghĩ đâu. Hơn nữa Mạnh cũng không phải là một người có trong danh sách hàng yếu. Quen người ta, thấy người ta có thai rồi bỏ chạy. Trong chuyện này anh thấy Phương Trinh có vấn đề gì đó lạ lắm. Này, chưa gì đã bênh nhau chằm chằm. Thật đúng là đàn ông các anh. Không phải anh bênh. Có phải là anh cũng nói với em là Phương Trinh đừng có mơ là trói buộc anh Mạnh bằng cái thai đúng không nào? Và rằng là anh Mạnh sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm về Phương Trinh đúng không? Không phải anh bênh Mạnh đâu. Nhưng mà bất kỳ một người đàn ông nào khi chưa chuẩn bị tâm lý làm chồng làm cha, điều này xảy ra họ bất ngờ lắm. Huống hồ gì làm Mạnh. Em nghĩ coi, Phương Trinh đang làm việc ở công ty mình. Anh không cấm họ yêu nhau, nhưng mà yêu cái kiểu nửa giờ như vậy thì đừng có yêu. Rồi đến một lúc nào đó tất cả những người trong công ty họ yêu nhau, đi làm với một cái ba lô trước bụng, em thấy làm sao? Rồi chưa kể tới chuyện ảnh hưởng tới tâm lý làm việc, ảnh hưởng tới năng suất lao động. Nè, em là bạn của Phương Trinh, chỉ cho cô ấy một cách nào đó để thoát. Em sẽ không dính líu vào chuyện này. Dù sao thì Phương Trinh cũng đủ lớn rồi, nó đủ chín chắn để tự giải quyết một mình mà. Anh đang rất là lo lắng về cái việc em cho là chín chắn đó. Em ngạc nhiên à, cô ấy là bạn em nhưng hoàn toàn khác em. Đó không phải là sự chín chắn mà là sự lọc lõi rất tinh tế. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Có phải Phương Trinh đang khó khăn về mặt tài chính không? Cô ta nghĩ rằng mang thai với anh Mạnh sẽ giúp cô ta giải quyết vấn đề này. Nhưng đó là một sai lầm rất đau đớn. Cô ta đang xuống vực thẳm, em phải cứu cô ấy. Mình thề là mình sẽ không bao giờ mặc những bộ đồ giống như con mụ thân béo. Dù là có phải vứt hết cái tủ đồ này đi. Bực mình quá. Ai đây? Đăng Dương đây. Anh Đăng Dương, em muốn gì vậy? Muốn nói chuyện với cô. Anh vào nhà đi. Cô muốn gì hả cô Phương Trinh? Những gì tôi muốn và những gì tôi tìm đâu có liên quan tới anh. Nếu như cái thai trong bụng của cô là con của tôi thì cô hãy quên ngay tôi đi. Tôi đồng ý với cô là những gì cô tìm kiếm và những gì cô cần không liên quan tới tôi. Cô hiểu ý tôi nói chứ? Anh đừng lo. Mẹ con tôi chẳng trông chờ gì vào anh đâu. Ok, vậy thì tốt. Tôi sẽ đi về. À, tôi hy vọng rằng cô không lưu loa lên với mọi người cái thai trong bụng đó là của tôi. Bởi vì thậm chí cô cũng không biết cha đứa bé là ai, phải không? Anh yên tâm, tôi sẽ không mở miệng đâu. Nhưng khi con tôi lớn và nó hỏi bố nó là ai thì tôi phải nói thật đấy nhá. Còn nữa, bố của đứa con tôi thì không khiến anh cần phải phân vân rằng người đó là ai. Bây giờ tôi không thể chứng minh nó là con anh, nhưng sau này khi nó lớn lên, một cuộc xét nghiệm ADN thì sẽ biết ngay thôi mà. Và lúc đó có nói với nó người bố hèn nhát của nó là ai, tôi nghĩ chắc chưa muộn. Cô có muốn nghe một lời khuyên để cuộc sống còn lại của cô tốt đẹp hơn không? Cô không nên có đứa trẻ đó, cô Phương Trinh ạ. Anh Đăng Dương, tôi không khiến ai tới đây để dạy tôi phải làm gì trong cuộc sống
và với đứa con trong bụng tôi đâu đấy nhá. Quyết định sinh nó ra là việc của tôi, không phải chuyện của anh. Thôi được. Như vậy thì việc chúng ta sẽ phải làm là cô phải rời khỏi đây và sinh con ở một nơi nào đó. À, thế là hóa ra anh muốn tống cổ tôi và con của anh đi chỗ khác đấy à? Đi đâu hả? Cũng xa đấy, nhưng tôi sẽ chịu mọi phí tổn và cô sẽ phải rời khỏi đây ngay. Đi đâu? Đường U Minh à? Ở đó còn quá gần. Hay là địa đầu Móng Cái? Chúng ta sẽ tính chuyện đó sau. Thế là tôi phải làm cái gì để nuôi con tôi chứ hả? Làm gì á? Cô sẽ phải làm những việc như ở đây, nghĩa là chẳng làm gì cả. Cô hãy suy nghĩ về điều đó và nói với tôi vào ngày mai. Ê! Anh đang... Đồ khốn nạn! Anh tưởng một vé máy bay là anh có thể thoát khỏi những rắc rối này à? Cút đi! Diệu. Vậy là Phương Trinh có thai thiệt đó hả? Ít nhất là cô ta công khai cái chuyện đó ra. Nhưng mà liệu cha Mạnh đó, cha có nhận trách nhiệm không? Tất cả mọi người đều nói là anh Mạnh sẽ không thừa nhận đứa bé đó. Đây sẽ là cơ hội của Đinh Lâm. Diệu. Dì giới thiệu mình cho Phương Trinh đi. Tớ phải hứa sẽ giới thiệu cậu cho cô Phương Trinh á. Bằng cách nào? Tớ sẽ nói là Phương Trinh, đây là Ninh Lâm, bạn của tôi. Anh ấy hứa sẽ chăm sóc cô và chăm sóc đứa bé trong bụng của cô. Đúng không? Trời ơi Diệu ơi, sao Diệu hay quan trọng hóa vấn đề lên vậy? Đơn giản là mình chỉ muốn cưới Phương Trinh và làm cha của đứa trẻ đó. Ninh Lâm mà, mình sẽ lấy cái đầu mình ra mình thề. Phương Trinh thà không biết cha đứa bé là ai còn hơn chấp nhận cậu làm cha của nó. Cảm ơn. Cảm ơn đã không kiêng nể mà giấu giếm sự thật. Ninh Lâm à, tớ hỏi thật nha. Cậu thật sự quý mến đứa bé, mặc dù biết nó không phải là con của cậu hả? Đương nhiên, mình sẽ yêu mến nó, vì nó là con của cô ấy. Như vậy là đủ rồi. Mình chẳng cần phải nhọc công gì hết, mà tự nhiên có một đứa trẻ vừa kháu khỉnh, vừa gọi mình bằng cha. Ông bà mình thường nói, được cả trâu lẫn ngé. À, cậu quên chuyện đó đi. Bây giờ hãy tập trung vào đống giấy tờ này hộ tớ đây này. Trời ơi, còn chuyện gì nữa vậy hả? Tên trung gian cung cấp vải cho công ty tớ là một tên buôn lậu. Sau khi lấy hết tiền, hàng hóa bị hải quan bắt, thì hắn lại mất tăm. Riêng vụ này là tổn thất tới 10 tỷ. Cộng số nợ dồn lại là SBBT đã lỗ đến 60 tỷ. Các ngân hàng và các nhà cung cấp đang sắp sửa xiết nợ tớ. Chỉ có giấy tờ này là mới chứng nhận SBBT không của riêng ai khác. Khủng khiếp quá vậy. Vậy là tụi mình chuẩn bị đụng đến pháp luật hả? Diệu có nghĩ đến chuyện mướn luật sư chưa? Anh An Đông và anh Mạnh đang nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng mà chưa biết là sẽ chọn ai thôi, gấp lắm. 2 tuần nữa là ba mẹ anh An Đông sẽ về dự buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới. Lúc đó là các nhà cung cấp và các chủ nợ sẽ đến. Lúc đó, mọi việc sẽ nổ tung như bom nguyên tử ấy. Anh Đông ạ, ba nhắc lại, ba giao cho con một công ty đang lớn mạnh, không nhỏ vậy, cũng không có điều gì tốt. Ba cũng tiếp tục thôi, và cũng không nghĩ rằng những ngày nào đó. Nhưng ba vẫn nghĩ rằng vì sao thì mặt thế hiện có hợp lý như vậy không có nghĩa là bác không tin con, mà ngược lại con thì hoàn toàn không được giúp đỡ được bác. Thì có điều gì không? Nếu như thời gian sắp tới đây con không thực hiện được thì được lòng bà sẽ phải bắt con bỏ tiền túi ra trả toàn bộ cho công ty. Nhiều gì mà là thì tất cả những cái việc của
con sẽ thực hiện đúng như những gì anh đã hứa. Giờ đang yêu chắc tôi rất được. Chỉ chưa phải nhấn đăng cái này. Ma có thể mất rất nhiều thứ, nhưng có một điều duy nhất không thể nào mất được, đó là tự do, là lòng tin, là tình cảm, là hạnh phúc. Con sẽ không dính líu bất cứ thủ đoạn kinh doanh nào thế. Đúng như thế đấy con ạ. Bởi vì nếu như con đã dính vào những cái việc làm bậy thì con sẽ mất nghề, mà không phải mất nghề một ngày, chỉ sẽ kéo dài nhiều hơn. Thầy đã nói rằng chỉ tất yếu là đơn lao phải theo lao, con sẽ đau khổ, sẽ mất ăn mất ngủ, thậm chí con sẽ bỏ chạy. Và nếu bỏ chạy không thoát thì chỉ còn có một cách duy nhất là vào tù. Biết rồi, thời cơ thì đến mọi lúc mọi nơi, cái điều quan trọng là phải có tỉnh táo để nắm bắt được nó, để tận dụng được. Chứ không phải là một đống tro tàn, bởi vì những gì mà An Đông đang làm sẽ tiêu hủy SPVT. Và bác có biết không, có thể anh ta sẽ bỏ đống tro tàn đó vào cùng với hộp tro của cha cháu đấy. Chào anh Đăng Dương. Anh Dương Hình Tư có chuyện gì không vậy? Anh không đoán được tôi vừa làm gì đâu. Tôi vừa tán tỉnh cô trợ lý xinh đẹp của anh đấy. Sợ à? Thực ra tôi muốn xem lại màu sơn của căn phòng này và cả nội thất nữa. Chắc chắn là tôi sẽ sửa lại toàn bộ khi tôi ngồi vào đây và nhận chức tổng giám đốc. An Đông, tôi nói cho anh nghe nhé. Rồi bộ sưu tập lần này của anh cũng sẽ thất bại thảm hại và anh sẽ không hoàn thành mục tiêu đề ra. Như vậy tốt hơn hết là anh hãy thông báo cho tất cả các nhân viên ở đây biết rằng người thay thế vị trí tổng giám đốc là ai, kẻo anh không kịp từ biệt họ đâu. Đăng Dương, đừng có mà mơ. Tôi sẽ không bao giờ giao nhiệm vụ tổng giám đốc cho anh đâu. Để làm việc đó, tôi sẵn sàng không ngủ suốt quãng đời còn lại. Ông có công nhận với tôi là tôi thợ sửa xe giờ nó giỏi không? Tốt, tôi đẹp như là mới vậy. Chưa hề bị đụng mốp gì chứ. Đúng rồi, nó láng con như cái mặt ông ngày hôm nay vậy đó. Chứ không phải bèo nèo như hôm qua, lúc ông giả vờ vô can nhận tiền của sếp mang chiếc xe này đi sửa. Phải công nhận ông cũng hên thiệt, có người trả tiền giùm mình. Ông đừng có làm tôi mất cảm xúc. Ba cái vụ này là công ty bảo hiểm trả hết, biết chưa? Anh Phê. Ồ, người đẹp. Sao? Khi nào thì người đẹp cho tôi cái hẹn mới đây? Tùy anh thôi. Anh sửa xong rồi hả? Xong rồi. Tất cả các tài thợ sửa xe cự phách thành phố này anh quen hết. Có mắc lắm không anh? Tiền bạc với anh không thành vấn đề. Em biết là còn gì. Tự nhiên thấy có lỗi với anh quá à. Chà, có lỗi à? Vậy thì người có lỗi thì thường làm gì để bớt áy náy nè? Em đâu biết đâu, tùy anh thôi. Ông có công nhận với tôi là cái nhỏ này nó ngon như là cục chả giò mới vớt lên từ chảo. Nhưng mà đừng có ăn liền, coi chừng bị phỏng đó nha. Chào anh chị. Dạ, báo cáo sếp. Dạ, xe đã sửa xong ạ. Cũng không đến nỗi tệ. Anh có biết ai đã đâm vào nó không? Anh chưa tìm ra. Nhưng mà nếu tìm ra thằng chết tiệt đó, anh thề với em, anh xử trảm nó rồi ngồi tù cũng được. Thôi cất xe đi.
À. Xe đi kìa. Công em à, hôm nay anh còn phải đến ngân hàng sở thuế, sau đó gặp các nhà cung cấp để đàm phán. Có quá nhiều việc. Em muốn đi cùng với anh, chúng ta phải nhanh chóng thu xếp mọi việc để nhận nguyên vật liệu sớm nhất, chứ không kế hoạch sản xuất bị chậm quá rồi. Bao giờ chúng ta đi anh? Không, anh sẽ đi với cô Diệu, cô ấy sắp xếp chuyện này. Anh lại đi với cô ta? Thường có công việc gì đó, anh đi với cô ấy. Vậy thôi, em sẽ chờ anh vậy. Sao vậy? Em coi đó, mấy giờ rồi mà giờ này chưa có mặt. Em chào anh Đông, chào Mỹ Lan. Cô chào hỏi cái gì? Cô biết mấy giờ rồi không? Cô đi làm ca đêm đó hả? Dạ em xin lỗi, nhưng anh Đông ạ, thông cảm cho em, tối hôm qua em vừa mới trải qua một đêm thật là khủng khiếp. Cô Phương Trinh à, cô cũng thông cảm, thật ra tôi cũng không có đêm nào tôi ngủ ngon kể từ lúc bắt đầu cô làm việc ở đây á. Thật sự á, tôi không có đêm nào ngủ ngon hết trơn á. Cô không có đi làm việc đúng giờ được hay sao? Hả? Cô bị ốm hay cô ngủ quên, tôi không có quan tâm. Công ty này làm việc bắt đầu lúc 8 giờ, cô hiểu tôi muốn nói gì không? Thôi anh đừng có lăn. Nó đang mang thai mà, anh kiên nhẫn một chút đi. Anh cũng kiên nhẫn hết sức rồi đó. Nhưng bây giờ chúng ta làm gì được? Cô ta đang mang thai, nó đang rất là khổ sở mà. Anh phải chịu đựng cô ấy 8 tháng nữa hả? Sau khi sinh đẻ là cô ấy lấy lý do con ốm, con mệt, mẹ mất ngủ để đi làm trễ, nghỉ việc luôn. Tại sao anh cho cô ấy nghỉ luôn để anh tuyển người mới? Thôi, anh đi đi, đi có cuộc hẹn bây giờ, đi nhanh lên. Diệu ơi. Vâng. Em chuẩn bị hồ sơ xong chưa? Em đã sẵn sàng từ lúc 8 giờ rồi anh ạ. Theo em thì mình bắt đầu từ đâu trước? Dạ Tân Thanh, sau đó là Casimax, cuối cùng là Marotech anh ạ. Hả? Marotech? Có phải là nơi chị kêu anh làm việc không? Vâng, chị ấy sẽ tiếp chúng ta ạ. Cô ấy sẽ tiếp chúng ta? Vâng. Chờ anh nha, anh sửa soạn chút. Sao mỗi lần nhắc đến đàn bà là con mắt anh ấy sáng lên vậy? Nó mặc mẫu mới của bộ sưu tập, tôi cũng mua rồi. Sao Mai Lan, có chuyện gì vậy? Phương Trinh, tớ biết là cậu đang có thai và rất mệt mỏi, nhưng tớ nghĩ cậu đừng lạm dụng chuyện đấy quá. Anh An Đông đang muốn sa thải cậu đấy. Thậm chí anh ấy còn sẵn sàng trả tiền để cho cậu nằm ở bệnh viện chờ sinh con, để rồi không bao giờ phải nhìn thấy mặt cậu nữa, hiểu không? Anh ấy tệ tới mức độ mình đang có thai mà anh ấy còn muốn đuổi việc mình nữa hả Mai Lan? Đúng thế đấy. Nhưng tớ thì tớ không muốn chuyện gì xảy ra cả, cho nên làm ơn vì lợi ích của cả ba người, cậu hãy đi làm như tất cả mọi người trong công ty và đúng giờ nhé. Mai Lan ạ, mình đi làm và tới công ty trước 8 giờ cơ. Nhưng cầu thang máy thì luôn luôn bị đông người và kẹt, mình phải xếp hàng. Mà mình đang có thai như thế này, làm sao mà leo cầu thang bộ được cơ chứ. Mà này, cậu có nói với anh Đông về chuyện mình có thai, rồi anh ấy nghĩ như thế nào vậy? Tớ không muốn nói gì thêm về chuyện này nữa. Cậu biết không, bởi vì đến chính cậu còn chưa biết xử lý như thế nào với cái thai, rồi còn không biết cha của đứa trẻ nữa, thế thì tại sao mình phải xen vào chuyện này? Này, cái chuyện có bầu của cậu ấy làm ầm ĩ hết cả lên rồi. Thậm chí đến cả anh của tớ còn biết chuyện cậu có thai nữa. Sao? Anh đang Dương hỏi gì cậu? Anh ấy hỏi là anh Mạnh có phải là cha của đứa bé không? Thế rồi cậu bảo sao? Anh ấy tự trả lời được câu hỏi đó rồi, vì anh ấy biết là cậu với anh Mạnh chia tay nhau từ trước đó rồi mà. Mà này, tại sao anh trai của tớ lại biết tất cả những việc mà cậu làm thế? Làm sao mà mình biết được? Mình biết rất ít về anh ấy. Thậm chí cả năm mới gặp anh ấy có vài lần trong các cuộc họp ban quản trị. Mà thôi, hỏi làm gì? Lũ đàn ông á, họ còn nhiều chuyện hơn tụi mình. Mà cậu vẫn chưa trả lời mình đâu đấy nhá. Thế rồi anh Đông nghĩ gì về chuyện mình có thai? Anh ấy không tin là cậu có thai. Anh ấy lại nói là chắc là Phương Trinh có thai để bẫy anh Mạnh thôi. Nhưng mình cũng nói với anh ấy là cậu đã đi xét nghiệm và kết quả là dương tính. Nhớ không tin. À, anh Mạnh tối qua cũng gọi điện cho An Đông đấy. Có vẻ đau khổ lắm. Anh ta đau khổ à? Mình cũng rất ngạc nhiên. Thế cậu có nghĩ là anh ấy sẽ nghĩ tới chuyện cưới xin không? Xin lỗi. Cậu viển vông hão huyền quá Phương Trinh ạ. Đến giờ phút này cậu cũng không hiểu anh Mạnh là như thế nào à? Đây nhá, anh ta đau khổ vì sao? Vì anh ta đang nghĩ tới một viễn cảnh là có một người phụ nữ bụng chửa vượt mặt ngồi cách chỗ anh ta làm việc có mấy mét, rồi suốt ngày theo dõi anh ta,
Trong khi xung quanh anh ta thì biết bao nhiêu là hoa thơm, bướm lượn, cần phải thưởng thức chứ, cần phải hưởng thụ. Phương Trinh ơi, cậu ngây thơ quá, khờ khạo quá. Nhưng ít ra thì anh ta cũng đã đau khổ và lo lắng. Em coi kìa, có thêm người đi trễ nữa. Chắc anh phải cấp phép sản phụ cho anh Mạnh luôn quá. Vợ anh hôm nay cũng đi làm trễ đó, nhưng mà đang mang thai cho nên tôi không bắt bẻ gì được. Hôm nay cái thai của bà xã anh cũng đầy đọa anh dữ vậy đó hả? Đúng vậy, còn hơn cả đầy đọa ấy chứ. Kết quả xét nghiệm của cô ấy đúng là điều tệ hại nhất trong cuộc đời của tôi. Còn tôi thì ngược lại, bây giờ tôi đi làm việc gì đó tích cực lắm. Tôi đi macrotest á, anh biết tôi gặp ai không? Anh hỏi đoán ra được đâu? Không đoán ra được. Kiểu anh phải không? Thấy tôi ăn mặc được không? Được, cho tôi đi với. Còn lâu, những người mẫu chân dài bây giờ khép chặt trước mặt anh rồi. Bây giờ anh vô gặp bà xã anh đi, để bàn về phiên bản mới của anh á. Anh đừng có xỏ chiên tôi nữa. Cười người chớ vội cười lâu, trước sau gì anh không tránh khỏi toilet hôn nhân đó đâu. Anh Phê ơi, thích ăn chữ này được không? Gì vậy người đẹp? Anh đi mua giùm em mấy quả khế. Em thèm quá, nhạt mồm nhạt miệng ghê á. Được chứ, người mẹ xinh đẹp. Nhưng mà phải chờ anh đi phát hết đống thư từ này đã nha. Cảm ơn anh Phê. Alo. Tôi tìm được chỗ cho cô rồi đấy. Đó là Đảo Ngọc. Đảo Ngọc là ở đâu? À, một hòn đảo mới được đưa vào làm du lịch tại Phú Yên. Tôi có anh bạn làm quản lý du lịch ở đó. Anh ta đã đồng ý nhận cô vào làm thư ký cho anh ta. Vì vậy, ngay ngày mai, cô có thể xin thôi việc ở SVPT. Để thứ 6 tuần sau, cô có thể lên tàu thủy ra đảo. Khoan đã anh Đăng Dương, anh định đuổi tôi đi đâu hả? Dù anh có cho tôi tới Paris hay New York thì tôi cũng chưa chắc đã chịu. Chứ đừng nói đây là một nơi khỉ ho cò cái, thậm chí còn không có ở trên bản đồ. Tôi sẽ không đi đâu cả. Mẹ con tôi sẽ không đi đâu hết, anh có biết không? Tôi không nghỉ việc, không bao giờ. Đơn giản vì tôi muốn sanh con tôi ở đây. Mẹ con tôi sẽ rau cháo nuôi nhau. Cảm ơn vì sự quá quan tâm của anh. Tôi không cần sự thương hại của anh. Anh hiểu chưa? Phương Trinh, Phương Trinh. Anh Đăng Dương, những người của công ty Hoàng Phát đã đến. Họ đến rồi à? Nhưng tôi đang mệt lắm. Nhưng mà anh đã hẹn người ta cách đây 15 ngày. Hơn nữa, nó rất là quan trọng. Thôi được, bảo họ vào. Anh Đăng Dương, con trai của anh này, lại bế con đi anh. Không, cô đi ra khỏi đây. Đây không phải con trai tôi, nó không phải con tôi. Anh sẽ không đi đâu hết. Và con của chúng ta cũng sẽ không đi đâu hết. Nhìn đi, thằng bé giống anh như đúc. Nó là con trai của anh thật mà. Con ngoan. Nào, để cho bố ẵm con nhé. Ẵm con đi anh. Không, cô im ngay. Đây là văn phòng, chứ không phải chạy trại mồ côi. Tôi còn bao nhiêu quan khách đang đợi. Anh Đăng Dương, anh Đăng Dương. Xin chào ông Đăng Dương. Chào công, mời các ông ngồi. Vâng. Anh có sao không vậy? Không, tôi không sao. Anh ơi, con nó dậy kìa. Anh hãy thay tạ cho nó đi. Trời ơi. Ôi giời ơi. Mới cũng dậy đi
Yên ơi. Ôi, chán. Bọn em phải dậy đi làm nữa. Em chăm con đi. Đó mà không đến nạn cũng khỏi ngủ đấy. Tôi bực mình quá. Ôi. Trời ơi, nó đái rồi mình chả khóc. Anh Mạnh. Hả? Anh bị làm sao vậy? Không có gì. Dạ, đây là danh sách khách hàng mà anh kêu em tìm á. Cô để cho tôi. Cảm ơn cô. Anh có bị bệnh không? Để em gọi bác sĩ cho anh ha. Tôi không sao. À, cô San này. Dạ. Gọi Phương Trinh vào phòng tôi ngay nhé. Dạ. Nè, anh Mạnh cần gặp cô. Nghe rõ thì trả lời. Anh Mạnh cần gặp cô ở trong văn phòng gấp. Này, tai của tôi không có bị điếc nhá. Cô không cần phải nhắc tới nhắc lui tới hai lần, ok? Ủa, chị, lúc nãy chị nói chuyện xe cộ gì vậy? Nói lại đi, em chưa nghe rõ. Ông xã chị hẹn đem tiền tới cho chị. Em có đi mua xe với chị không? Được đó. Ủa? Vợ này mới hả? Mới mua phải không? Y hệt như cái con đó đó. Bà, coi chừng bà làm động thai nó bây giờ đó. Và em cứ như là đã yêu, vẫn không thành ra tình đâu. Dẫu luôn là có nhau, tôi và em đúng hai người thân thì yêu thế nào? Thì yêu thế nào? Thì yêu làm sao? Giống như là hai vì sao, đêm đêm cũng sao.